Chiều tối ngày 15 tháng 10, tại khu vực khai thác quặng titan của công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Quang Cường, xã Thuận Quý, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận, xảy ra sự cố sụp bãi thải sau tuyển quặng titan khiến 4 công nhân bị chôn vùi. Hiện tại lực lượng chức năng đã tìm thấy một thi thể, 3 người còn lại vẫn còn đang mất tích. Đến trưa ngày 16 tháng 10, phóng viên báo Sài Gòn Giải Phóng đã tiếp cận được hiện trường khu vực xảy ra sự cố. Công tác ứng phó sự cố, tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích đang khẩn trương được triển khai, nhưng gặp nhiều khó khăn do khu vực sạt lở rất rộng. Tại hiện trường, có khoảng 10 chiếc xe máy múc và nhiều phương tiện nhân lực đang khẩn trương múc lượng cát khổng lồ để tìm kiếm các nạn nhân. Nơi xảy ra sự cố cách nhà điều hành của công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Quang Cường khoảng 500m. Để tới được hiện trường, cách duy nhất là phải di chuyển bằng xe máy cày cải chế. Trưa cùng ngày, người thân của các nạn nhân cũng đã có mặt tại hiện trường để cầu mong có sự kỳ diệu xảy ra. Khu vực xảy ra sự cố đang trong quá trình bàn giao mặt bằng để thi công đường ven biển DT-719B, tỉnh Bình Thuận. Theo nguồn tin của phóng viên, 4 công nhân gặp nạn đều là những người quê ở các tỉnh phía Bắc và miền Trung vào đây làm việc.